Tri Âm Quán kính chào quý khách. Lời đầu tiên, chúng tôi luôn chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và thoải mái tại nơi đây. Đã sắp đến giờ giao lưu ca nhạc, trân trọng kính mời các bạn hãy mạnh dạn đăng ký cho mình những ca khúc mà các bạn yêu thích với chúng tôi tại cánh gà bên phải sân khấu để chúng ta cùng hát cho nhau nghe trong buổi tối hôm nay. Để sân khấu Tri Âm Quán luôn vui vẻ và ý nghĩa, quý khách ăn mặc lịch sự, không cởi trần, không mang rượu bia lên sân khấu, không tranh giành micro. Người đăng ký trước hát trước được xếp theo thứ tự, từ trên xuống dưới, MC chương trình cũng có thể linh động xen kẽ mỗi tốp bạn hát, đan xen nhau nếu có nhiều người đăng ký hát. Có như vậy thì chương trình mới thật sự phong phú, người hát trước hát sau đều có người nghe và cổ vũ để người hát được tiếp thêm động lực, hát cống hiến, hát hết mình, hát hay hơn nữa. Rất mong quý khách thông cảm và cùng hợp tác với Tri Âm Quán để chương trình hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán thật sự là món ăn tinh thần, đem lại niềm vui chung cho mọi người, thắt chặt tình đoàn kết, mang lại hòa thuận cho mọi tầng lớp nhân dân, làm cho con người trở nên thanh lịch, cao khiết, sống xứng đáng với danh nghĩa người có văn hóa, tạo nên tình thân ái, hòa thuận cho quốc gia và xã hội ngày thêm hoàn thiện hơn. Thời gian hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán từ 20 giờ đến 22 giờ hàng đêm. Trân trọng cảm ơn. Tri Âm Quán kính chào quý khách. Lời đầu tiên, chúng tôi luôn chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và thoải mái tại nơi đây. Đã sắp đến giờ giao lưu ca nhạc, trân trọng kính mời các bạn hãy mạnh dạn đăng ký cho mình những ca khúc mà các bạn yêu thích với chúng tôi tại cánh gà bên phải sân khấu để chúng ta cùng hát cho nhau nghe trong buổi tối hôm nay. Để sân khấu Tri Âm Quán luôn vui vẻ và ý nghĩa, quý khách ăn mặc lịch sự, không cởi trần, không mang rượu bia lên sân khấu, không tranh giành micro. Người đăng ký trước hát trước được xếp theo thứ tự, từ trên xuống dưới. MC chương trình cũng có thể linh động xen kẽ mỗi tốp bạn hát đang xen nhau nếu có nhiều người đăng ký hát. Có như vậy thì chương trình mới thật sự phong phú, người hát trước hát sau đều có người nghe và cổ vũ để người hát được tiếp thêm động lực, hát cống hiến, hát hết mình, hát hay hơn nữa. Rất mong quý khách thông cảm và cùng hợp tác với Tri Âm Quán để chương trình hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán thật sự là món ăn tinh thần, đem lại niềm vui chung cho mọi người, thắt chặt tình đoàn kết, mang lại hòa thuận cho mọi tầng lớp nhân dân, làm cho con người trở nên thanh lịch, cao khiết, sống xứng đáng với danh nghĩa người có văn hóa, tạo nên tình thân ái, hòa thuận cho quốc gia và xã hội, ngày thêm hoàn thiện hơn. Thời gian hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán từ 20 giờ đến 22 giờ hàng đêm. Trân trọng cảm ơn. Tri Âm Quán kính chào quý khách. Lời đầu tiên, chúng tôi luôn chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và thoải mái tại nơi đây. Đã sắp đến giờ giao lưu ca nhạc, trân trọng kính mời các bạn hãy mạnh dạn đăng ký cho mình những ca khúc mà các bạn yêu thích với chúng tôi tại cánh gà bên phải sân khấu để chúng ta cùng hát cho nhau ngay trong buổi tối hôm nay. Để sân khấu Tri Âm Quán luôn vui vẻ và ý nghĩa, quý khách ăn mặc lịch sự, không cởi trần, không mang rượu bia lên sân khấu, không tranh giành micro. Người đăng ký trước hát trước được xếp theo thứ tự, từ trên xuống dưới, MC chương trình cũng có thể linh động xen kẽ mỗi tốp bạn hát đan xen nhau nếu có nhiều người đăng ký hát. Có như vậy thì chương trình mới thực sự phong phú, người hát trước hát sau đều có người nghe và cổ vũ để người hát được tiếp thêm động lực, hát cống hiến, hát hết mình, hát hay hơn nữa. Rất mong quý khách thông cảm và cùng hợp tác với Tri Âm Quán để chương trình hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán thật sự là món ăn tinh thần, đem lại niềm vui chung cho mọi người, thắt chặt tình đoàn kết, mang lại hòa thuận cho mọi tầng lớp nhân dân, làm cho con người trở nên thanh lịch, cao khiết, sống xứng đáng với danh nghĩa người có văn hóa, tạo nên tình thân ái, hòa thuận cho quốc gia và xã hội, ngày thêm hoàn thiện hơn. Thời gian hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán từ 20 giờ đến 22 giờ hàng đêm. Trân trọng cảm ơn. Tri Âm Quán kính chào quý khách. Lời đầu tiên, chúng tôi luôn chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và thoải mái tại nơi đây. Đã sắp đến giờ giao lưu ca nhạc, trân trọng kính mời các bạn hãy mạnh dạn đăng ký cho mình những ca khúc mà các bạn yêu thích với chúng tôi tại cánh gà bên phải sân khấu để chúng ta cùng hát cho nhau nghe trong buổi tối hôm nay. Để sân khấu Tri Âm Quán luôn vui vẻ và ý nghĩa, quý khách ăn mặc lịch sự, không cởi trần, không mang rượu bia lên sân khấu, không tranh giành micro. Người đăng ký trước hát trước được xếp theo thứ tự, từ trên xuống dưới. MC chương trình cũng có thể linh động xen kẽ mỗi tốp bạn hát đan xen nhau nếu có nhiều người đăng ký hát. Có như vậy thì chương trình mới thật sự phong phú, người hát trước hát sau đều có người nghe và cổ vũ để người hát được tiếp thêm động lực, hát cống hiến, hát hết mình, hát hay hơn nữa. Rất mong quý khách thông cảm và cùng hợp tác với Tri Âm Quán để chương trình hát cho nhau nghe của Tri Âm Quán thật sự là món ăn tinh thần, đem lại niềm vui chung cho mọi người, thắt chặt tình đoàn kết, mang lại hòa thuận cho mọi tầng lớp nhân dân, làm cho con người trở nên thanh lịch, cao khiết, sống xứng đáng với danh nghĩa người có văn hóa, tạo nên tình thân ái, hòa thuận cho quốc gia và xã hội.
ngày đêm hoàn thiện hơn. Thời gian hát cho nhau nghe của Chiêm Quán từ 20 giờ đến 22 giờ hàng đêm. Trân trọng cảm ơn.